Rồi, chào mừng tất cả anh chị em đến với kênh của Hưng Thịnh Đồ Đi Ốc nha. Nay thì clip cuối tuần đó, báo giá cho mọi người. Hiện tại thì có một lô nhưng mà đang test, trong cái tình test máy đó. Có con nào là bên em test xong là vệ sinh, lau chùi sạch sẽ là sẽ báo giá cho mọi người đó. Mang lên clip, quay clip cho mọi người coi đó, cho mọi người tham khảo trước. Khoan bàn này đấy, cơ trượt thì có Makita này, con này nhỏ gọn này, con này nhỏ gọn lưỡi 190mm nhá. Với lại sạc pin đó, còn anh em làm mộc, các bác thợ mộc thì mình mua con 254 của Ryobi với lại 3.5, nghiêng ngả được hai bên đó. Đó là một số con máy Ryobi của gã khoan bàn nữa nhá. Đấy, đầy đủ đồ luôn, con này em sẵn đầy đủ đồ cho mọi người luôn. Hình thức thì như mọi người thấy là cũng còn tương đối là đẹp đấy. Đấy, lau chùi đẹp hết cỡ cho mọi người rồi. Còn bên này là một số con máy nhỏ đó, thì có thêm 1, 2, 3 món nữa thôi đó, cho mọi người tham khảo trước nhá. Còn máy thổi đấy, máy thổi lá thì vẫn có đủ cho mọi người ba loại luôn đấy. Ryobi của Mỹ ba nắp đấy, với lại Homnit giá rẻ, dài gia đình. Còn cưa xích xăng thì em vẫn còn Makita này, em bán một con Nhật rồi, hiện tại còn một con Nhật nữa thôi là hết đó. Còn hàng Úc thì có Ryobi 50 đấy, 50 này soạn sẵn cho mọi người thay xích mới hẹn hoi luôn đấy. 50 38 này, với lại 37 này, cứ xích điện Oito. Oito còn một con mà hiện tại này em chưa lắp được xích nên hiện tại đang hết, thì báo cho mọi người Ryobi trước nhá. Đấy, và lô cắt cỏ nữa, mọi người vào mà coi thấy hay thì ủng hộ cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh nhá, để ủng hộ kênh cho bên em ha. Đấy, đây là clip đầu tháng 10 nhá. Rồi mọi người chốt hàng thì vẫn như mọi khi nhá, mình cứ nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại giúp em. Đấy, chốt máy nào thì mình nhắn trực tiếp qua số điện thoại này, hoặc là mình kết bạn qua Zalo giúp em ha, nếu mà cần hình ảnh chi tiết. Còn không mà bác nào mà không nhắn tin, không có Zalo thì mình cứ gọi điện trực tiếp nha, để mình đặt hàng nhá. Đấy, cho nó tiện lợi hơn ha. Rồi giờ sẽ báo giá luôn cho mọi người trước đó, tự nhiên là máy nhỏ trước nhá, em sẽ quay máy nhỏ trước sau đó qua máy lớn. Máy nhỏ thì đầu tiên máy bắn đinh, với lại con máy hàng Kobe cũng mới về nha. Đấy, bắn đinh hơi thì em còn bắn đinh ép, đây là bắn đinh ép 3 phân đấy, xài hơi bắn đinh gỗ đấy, bắn được 3 phân nha mọi người, tối đa là 3 phân, từ 1 phân rưỡi đến 3 phân. Giá con này thì em hiện tại đang bán cho mọi người là 500.000 là bao ship. Đấy, bắn gỗ, bác nào mà cần bắn đinh nhỏ thì mình mua con đó. Còn con này thì nó hai chức năng, nó bắn được cả đinh F và đinh U được luôn. Đó, em sẽ cho mọi người một chút đinh mẫu nhá, là về mọi người được test máy trước khi nhận nhá. Đấy, hai đinh là đinh F và đinh U nhá. Giá con này thì nó bắt hơn 50.000 thôi. Đó, 550.000 là bao ship. Ai mà chốt thì mình nhắn lại giúp em này. Còn bắn đinh T em cũng còn được mấy con nữa. Đấy, mấy nay mọi người cũng đặt nhiều nhưng mà số lượng thì hiện tại còn độ 2-3 con nữa thôi. Đấy, bắn đinh T xài hơi. Con này bắn tối đa được 5 phân nhá, có thể bắn đinh nhỏ hơn được, từ 2 cho đến 5 phân. Đấy, bắn đinh từ 2 cho đến 5 phân. Giá của nó thì em đang bán là 600.000 là bao ship. Bắn gỗ thôi nhá, chỉ bắn gỗ thôi chứ không có bắn được tường, với lại không bắn được bê tông đâu. Đấy, nhiều bác hỏi là có bắn được tường bê tông không thì không được nhá. Chỉ bắn gỗ thôi. Đó. Còn cưa kiếm. Cưa kiếm thì em chỉ còn đúng một con Ojito này thôi này. Đấy, đúng một con Ojito này, nhưng mà hàng là có đều tốc. Con này thì mình xài gia đình á, mình cắt cành cây các thứ thì em có tặng cho mọi người một cái lưỡi. Đấy, nữa mình cắt gỗ nha. Còn ai muốn cắt sắt thì mình phải mua cái lưỡi cắt sắt mình lắp vào. Lưỡi này lưỡi thông dụng thôi, mua bên ngoài bán rất là nhiều. Đấy, 920W. Giá thanh lý là 800.000 là bao ship. Đấy, bác nào chốt thì mình nhắn lại giúp em. Còn dòng máy mài. Máy mài của Ojito em còn hàng bãi Ryobi nó bữa nó về nhiều nhưng mà không hết. Nó nhanh quá. Nó rẻ mà. Còn con Ojito này thì em có 1200W nha. Con này công tắc là bóp còi này. Nhưng mà máy xấu đâu. Đấy, máy xấu. Đó, thanh lý 650 cho mọi người, ai mà chốt nhanh thì mình báo giúp em ha. Tay cầm sẽ tặng cho mọi người tay cầm nữa. Đấy, 650.000 thôi, thật sự nó rất là rẻ. Công suất nó tới 1200 nhá, 1200W luôn á, mạnh cực kỳ ạ. Còn con này đánh bóng của Ryobi nhưng mà nó thiếu đồ đúng không? Đấy, thiếu đồ, bán thiếu đồ cho mọi người, có điều tốc. Đấy, điều tốc 6 số ẩn hoi ha. Đó, điều tốc 6 số nhá. Công suất con này là 1500W này, tay cầm thì xoay được hai bên. Đó, tay cầm đây, ấn đây mình xoay qua hai bên được nhá. Cái này mua về một là mua mình lưỡi sắt, lưỡi cắt lưỡi đá đấy, mình cắt sắt đứa được hết, còn là mua lưỡi mài đá vẫn lắp bình thường. Đấy, cốt này 180 nhá.
cái 180 mini. Giá con này hiện tại ai mà chốt em để cho mọi người à. Con này thường thường thì bao nhiêu đây? Thường thường nếu đủ đồ em bán là 1,6 triệu đấy, nhưng mà con này bạn để cho bác 1,1 triệu bao ship. Đó, cho mọi người về xài, công suất mạnh nha. 1,1 triệu bao ship ha. Còn đây có một con máy phay đây này. Cái máy phay này nhiều người hỏi nhờ. Con này cốt 12 đi 7 đấy, nhưng mà nó về thiếu đồ nhá. Đấy, về thiếu đồ. Thường thường đủ đồ thì em bán tới 2,2 triệu cho đến 2,5 triệu nếu mà hình thức nó đẹp. Đấy, có điều tốc 6 số cho mọi người. Con này nắp được hai cốt là cốt 6 đi 3 và cốt 12 đi 7, hai tay cầm hai bên là thôi ha. Nhưng mà em chỉ có bán kèm một cốt cho mọi người thôi. Đấy, có cốt đi kèm luôn ha. Thì giá con này bác nào lấy em để cho mọi người 1,8 triệu bao ship, công suất là 1600W nha. Đó, 1,8 triệu sẽ bao ship cho mọi người. Đắt 2021. Đó, vòng tua từ 10.000 đến 26.000 vòng luôn, cực kỳ mạnh. Đấy, con này về làm rất là đa năng này. Đấy. Về thiếu đồ nên bán thanh lý cho mọi người 1,8 triệu bao ship nhé. Số lượng chỉ có một con duy nhất thôi. Còn nhắn tăng thì em báo cho mọi người rất là nhiều, lúc nào cũng có sẵn hàng luôn. Đó, giá chỉ có 700.000 một chiếc thôi. Con này bản nhám là 7,5 phân. Đấy, bản nhám của nó là 7,5 phân nhá. 7,5 phân. Đế thì con nào mà han thì, nhưng mà nó cái này nó bị lướt dí vào thôi. Này thì mình vệ sinh sơ qua là nó sạch đẹp luôn. Đấy. 700.000 một con, được tặng kèm hai tờ giấy nhám làm mẫu. Còn bác nào muốn mua theo giấy nhám thì em vẫn bán kèm là 10.000 một tờ. Đấy, mua nhám thô hay nhám mịn tùy mọi người ha. Tay cầm thì nâng hạ được. Có túi bụi và có cữ đi kèm ha, con Ryobi này nhá. Còn con Ojito thì nó có cữ đi, có cái túi bụi thôi, không có cữ. Này, máy rin nó vậy à, có mỗi cái túi bụi đi kèm thôi, là về mình nắp nắp giấy nhám mà làm mình xài bình thường. Con này 850W nhá. Đấy, 700.000 là bao ship. Còn cưa đĩa điện thì hàng thanh lý 1 triệu thì em vẫn còn được gộ mấy con nữa. 1 triệu còn con này hàng đẹp. Con này nó còn rất là đẹp luôn, nên em bán là 1,1 triệu. Đấy, còn mấy con xấu hơn thì em bán là 1 triệu. Tùy mọi người thích mua ha. Con này lưỡi 185 mini nha. Đấy, 185 lưỡi cũng còn rất là đẹp luôn. Máy móc các thứ còn đẹp, công suất là 1500W. Có Ryobi ha. Giá bán là 1,1 triệu là bao ship nha. Bác nào chốt thì mình nhắn qua giúp em. Đây là hàng bãi Úc. Còn bác nào thích mua hàng mới thì chút em sẽ quay cho mọi người một số con máy mới nữa. Rồi, bơm chìm. Đấy, bơm chìm thì hiện tại 1000W em còn số lượng rất là ít. Như thì còn được hai con, nhưng mà hình thức nó còn tương đối là đẹp, còn mấy con kia nó xấu hơn. Đó, ví dụ như hình thức như con này. Đó, em bán cho mọi người hình thức như thế này nó còn đẹp trên 90%. Đó, không bị úa màu hay là gì hết. Đó, bằng inox, thân bằng inox hết nha. Có ống nối đầy đủ cho mọi người. Thì giá bán em sẽ để cho mọi người con này là 1,5 triệu là bao ship. Còn nếu mà con nào mà xấu hơn. Đấy, các bác nếu mà hết hàng em sẽ bán cho mọi người hết hàng. Thì mọi người kết bạn Zalo cho em sẽ chụp cho mọi người coi con xấu kia. Xấu hơn xíu thì giá là 1,4 triệu, bên em bao ship. Còn chất lượng máy là rin, đảm bảo rin cho mọi người, máy bao chạy ngon. Con này cực kỳ mạnh luôn nha. 19.000 lít trên 1 giờ. Đấy, tốc độ bơm của nó cực kỳ khỏe. Máy hút thì cực kỳ ngon nha. Đấy, 1,5 triệu là bao ship. Còn bồng 750W đấy, nó cũng rất là mạnh luôn. Nó thì yếu hơn dòng kia một xíu. 750W là tròn một ngựa. Còn cái con 1000W kia nó khoảng độ ngựa 3. Đó, tầm độ ngựa 3 ha. Đó, như con này là nó tốc độ bơm nó 17.000 lít trên 1 giờ, nó cũng rất là mạnh rồi. Giá là 1,150,000. Con này về số lượng rất là ít. Thân thì bằng inox, còn đế thì bằng nhựa. Có ống nối đầy đủ như con này nha. Đấy. Đấy, hai con này dòng này em về còn rất là nhiều máy đẹp luôn. Đấy, con này là 1,1 triệu thì về rất là nhiều máy đẹp. Ryobi. Mọi người về test máy á, được kiểm tra hàng test máy thì mình cứ nhấc cái phao lên nhá. Nhấc cái phao lên như thế này là máy sẽ tự động nó chạy. À, khi nào khi mình cái này hoạt động nó nguyên lý hoạt động như thế, phao phải đứng thì máy mới chạy. Mình thả xuống ao, xuống hồ á là sẽ tự động nó đứng phao lên thôi, đúng không? Đó, thì nó sẽ chạy thôi. Đó, nó là cái phao mà nó có viên bi bên trong á. Bi phải chạy xuống chỗ này này thì máy mới chạy nha. Giá bán con này thì em hiện tại đang bán cho mọi người là 1,1 triệu là bao ship. Hàng rất là đẹp, con này đang rất là nhiều người chuộng để mình xài gia đình, cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, xài gia đình cực kỳ hợp lý nha. 1,1 triệu là bao ship. Còn Ojito thì em có một con thôi, giá nó là 900.000. Hàng này thanh lý cho mọi người. Con này cũng 750W đấy. Đấy, cái này ai mà thích hàng, nhiều người bảo là hàng xấu ấy, người ta thường mua Ryobi. Đấy, nhưng mà con này xài bền, nhựa nhưng mà nhựa cứng, thoải mái luôn, bền cực kỳ. Đấy, có một con thôi. Đấy, bác nào lấy thì mình báo qua giúp em ha.
95.000 là bao ship nhé. Còn bơm áp thì mình có những loại nào ta? Bơm áp và bơm heo, số lượng còn cực kỳ ít. Đấy, trong bơm áp này bữa em về cả mười mấy hai chục con mà đi nhanh quá. Con này mình còn được mấy con đây? Hả? Con này còn có ngắt áp hay không ngắt áp? À, con này có áp, không ngắt áp mình còn không ta? Nếu mà con dòng này có ngắt áp nha mọi người. Đấy, có ngắt áp thì giá nó là 1,5 triệu. Con này hút sâu là 8 mét. Đấy, hút sâu 8 mét này và đẩy cao là 43 mét. Dòng này á, mình xài gia đình á, dành cho bác nào mà chuyên là đẩy lên nhà cao tầng là 1 này, 2 là mình đẩy lên mái nhà á, có bồn nước trên đó, mình đẩy nước lên đó ha. Đấy là mình xài. Thì giá con này nó tốc độ bơm của nó chỉ có 3.600 lít trên 1 giờ thôi. Nó sẽ ít hơn là bơm chìm. Bơm chìm nó mỗi cái loại một kiểu công dụng mà. Còn này thì chuyên đẩy cao. Đó, đẩy cao 43 mét thì mọi người cả chục tầng vẫn đẩy lên bình thường. Đó, giá bán của nó thì 1,5 triệu là bao ship nha. Đó, 1,5 triệu là bên em sẽ bao ship. Còn cái con mà không có ngắt áp ấy, máy thì vẫn rin nhưng mà nó bị hư ngắt áp thôi, thì em đang bán là có 1,2 triệu là bao ship. Mọi người chốt thì mình về mình mua cái rơ này điện đó, mình xài là bình thường, Falker đó. Đó, 1,2 triệu. Còn dòng này có ngắt áp nha, là 1,5 triệu nha. Còn đây, con này thì mình xài gia đình là hợp lý nhất. Và nhì, bởi vì em còn số lượng em còn có 2 con thôi. Đấy, số lượng còn có 2 con thôi, nó là 600W. 600W tốc độ bơm là 3.600 lít trên 1 giờ. Con này đẩy cao 40m này, hút sâu là 8m này. Đấy, hút sâu là 8m ha. 2021 em còn 2 con. Giá bán thì em đang bán là 850.000 một con, là bên em bao ship. Bữa có một lô nhưng mà nó không có hộp giấy á, thì em bán nó 800.000 thôi. Còn con này nó đẹp hơn xíu, em bán 850.000, có thùng giấy đầy đủ cho mọi người như thế. Đấy, là bao ship nhá. Ai mà chốt thì mình nhắn lại giúp em ha, 850.000. Và một loại nữa là loại bơm oxy. Loại bơm oxy đây là hàng Nhật 100%, hàng Nhật xịn, hàng chuẩn cho mọi người, hàng made in Japan. Đấy, hàng này made in Japan, nhưng mà con này em nhập về là họ đã lên điện sẵn cho mình, là lên điện 220 rồi, là về mình chỉ việc xài thôi, không phải cắm qua đâu hết, về chỉ việc cắm điện gia đình là mình xài. Đấy, sang điện 220 rồi nha. Giá bán của con này em đang bán là 1,2 triệu, là bên em bao ship, có cái thùng của nó đầy đủ luôn. Đó, đây cái thùng chụp này, bơm oxy để mình nuôi cá nuôi tôm. Đó, nuôi cá nuôi tôm rất là ngon ha. Rồi, ai mà lấy thì mình nhắn lại giúp em nha, 1,2 triệu là bao ship tận nhà cho mọi người. Mình cứ kiểm tra, mình test máy ok là mình lấy giúp em thôi. Đó. Rồi, giờ thì qua mấy món lớn hơn xíu thì có phun sơn chân quỳ. Đấy, phun sơn chân quỳ ha. Phun sơn chân quỳ Ojito thì em cũng bán được 3 con rồi. Nhưng số lượng mình còn nhiều không ta? 3 con nữa à? Đó, tầm 3 con nữa thôi nha mọi người. Cái này mình có thùng không ta? Thùng giấy nha mọi người, có thùng giấy đi kèm thôi chứ nó không có thùng gì đâu. Thùng giấy thì em cứ tháo hết ra, mọi người về tự lắp ráp nha. Tháo cái chân ra là mọi người về tự xoáy ốc lại thôi, là mình lắp ráp vào, bên trong nó có đầy đủ đồ nghề của nó cơ. Đó, về chỉ việc lắp ráp vào là mình xài. Giá của nó là 2,8 triệu, là bên em sẽ bao ship tận nhà. Phun sơn công nghiệp, phun sơn dầu, phun sơn nước được hết nha. Đó, sơn dầu, sơn nước đều được hết. 2,8 triệu bao ship. Các bác chốt thì mình nhắn lại giúp em nha. Còn đây, dòng máy hàn Kobe. Cái con này là con máy hàn Kobe, máy hàn mini. Đó, hàn điện tử. Đó. Deep Side Japan này, cực kỳ ngon, chất lượng thì thật sự đạt chuẩn cho mọi người luôn. Hàng này nó nhỏ gọn. Em mới nhập về cho mọi người thử thôi. Cái này bác nào muốn xem test máy thì mình kết bạn Zalo nhá. Giá con này là 1,750,000, là bên em free ship, bao ship tận nhà cho mọi người. Cái test máy ok là mình nhận, hàn que mini mà. Nhẹ cực kỳ nhá, cực kỳ nhẹ luôn ha. Đấy, con này có dây đeo hoàn hoi, dây đeo bên trong hộp đầy đủ cho mọi người. Kobe. Đó, 20 Super 220 2021. Giá bán con này là 1,750,000 bao ship. Đấy, dây que với lại dây mát đi kèm. Đó, giờ về mình chỉ việc xài thôi. Còn đây, máy khoan bàn của Ryobi. Khoan bàn Ryobi. Con này loại này 8 tấc nha mọi người, 8 tấc. Cái loại mà 6 tấc ấy mà Ojito ấy thì lại không có hàng đâu. Nhiều bác hỏi quá trời nhưng mà không có. Nó ít hàng cực kỳ, hàng đấy nó hiếm hàng nữa.
thi thoảng nó có lâu thì nó có về được mấy con thôi, còn là một điều bì thì cũng vậy này, rất là ít khoan trụ khoan bàn đó. Con này được cái em vệ sinh đầy đủ cho mọi người, dọn đầy đủ đồ luôn đấy, soạn đủ đồ cho mọi người này, rin hết 100% luôn này, tay cầm các thứ này không đấy, tay cầm lưng hạ bàn này đầy đủ hết, rin 100% cho mọi người, chỉ mất mất cái đẹp một cái nào nó bị rách tem đấy, cái tem này nó bị về nó bị rách rồi, rách hai bên này nữa, nhưng mà nó không quan trọng cái tem đâu, quan trọng máy xài ok đấy, mình xài xưởng mình mua con này cực kỳ ngon. Đầu này đầu kẹp 13 nhá, đấy đầu kẹp 13, công suất là 390W, giá con này em đang bán cho mọi người là 3.8 triệu, ba triệu tám là bên em sẽ bao ship điện 220 nhá, tất cả hàng nội địa Úc bên em điện 220 hết, nên mọi người không phải hỏi về điện là xài bao nhiêu, hàng nội địa Úc là đảm bảo 100% là điện 220. Đấy, điện rin, điện rin nhá, không phải điện đã qua xài đã qua sửa đâu nha, điện rin 100%. Còn cưa lọng, đấy, cưa lọng chỉ, cưa lọng đứng Ryobi mình có về mà, nhưng mà chưa test được đấy, chưa test được Ryobi nha. Thì hiện tại là con nào em vì nó quá nhiều hàng về, phải test máy xong rồi mới mang lên cho mọi người coi được. Đấy, thì trước mắt con này cưa lọng chỉ loại bàn, loại nằm ha, lưỡi đi kèm đây. Đấy, cái này có bán kèm lưỡi luôn, bạn nào mua thêm thì em bán kèm thêm cho mọi người mấy lưỡi thì mình siêu cua. Giá bán con này thì em mang bán con này bao nhiêu ta, 2.8 triệu là bên em bao ship nha, bác nào lấy thì mình nhắn qua giúp em này, cơ lộng chỉ đó, 2.8 triệu bao ship nha. Còn cắt góc, cắt góc thì hiện tại này em còn một con 254 nha mọi người. Đấy, cắt góc của Ryobi này còn một con 254, con này lưỡi 210 nhá, lưỡi 210 có cả túi bụi đi kèm. Đấy, con này được cái đẹp này, được cái con tư lưỡi là đẹp này, lưỡi các thứ còn ok này đó, lưỡi các thứ còn ok, lưỡi 210. Giá con này thì hiện tại em đang bán là 1.5 triệu là bao ship nha, nó chỉ thiếu cái kẹp gỗ thôi, còn cữ hai bên thì vẫn có đủ như thế này. Đấy, thiếu mỗi cái kẹp gỗ này này, chọc vào đây xong mình giữ gỗ ha. Đó, con này cắt gỗ cắt nhôm là thoải mái, nhưng mà đi kèm nó là lưỡi cắt gỗ thôi, còn lưỡi cắt nhôm là về mọi người phải tự mua nha. Đó, còn con này lưỡi 254 đây, còn một con nhưng không có túi bụi à. Đó, con này không có túi bụi. Đấy, có hai cái thanh sắt hai bên nữa đầy đủ này, như một bên này laser đầy đủ cho mọi người này, thiếu túi bụi á, về là mình tự mình chế túi bụi được, túi bụi thì mình may một cái túi bụi nhỏ nhỏ thôi cho mình vào đây buộc vào đây. Đấy, buộc chặt lại thôi là bình thường, xài bình thường nó chả không ảnh hưởng, cũng không quan trọng lắm. Đó, giá bán thì em bán cho mọi người con này 2.2 triệu là bên em bao ship nhá. Đấy, 2.2 triệu có đúng một con thôi, bữa nó về được mấy con thì mọi người cũng đặt nhanh quá, con này mới này thấy trong kho có một con thì mang luôn, báo luôn cho mọi người, bác nào chốt nhanh thì mình báo giúp em ha, vì có một con cuối cùng. Còn dòng cưa trượt thì nay mới soạn là một con Makita, con này lưỡi 190 đấy, ngày ai làm xưởng nhỏ đấy, làm nhỏ nhỏ thì mua con này đấy. Giá của nó là 3.5 triệu là bên em bao ship đấy, cái mã của nó là NS0714, công suất là 1010W, vòng tua là 6000 vòng, vòng tua rất là nhanh này, được cái gì máy chạy êm nha mọi người. Đấy, được cái gì máy chạy êm, đó, máy chạy êm ha. Giá bán của nó là 3.5 triệu là bên em bao ship, các bác chốt thì mình nhắn lại giúp em nha, cưa trượt của Makita. Còn ai thích to hơn, làm xưởng lớn hơn, mình mua con Ryobi nghiêng ngả được hai bên thì mình lấy con Ryobi này, lưỡi 254 và 3.5 nha, nghiêng hai bên được luôn. Thanh trượt thì con này cái bàn trượt của nó thì mình cắt được khoảng độ 32 đấy, 30 đến 32 nhá, công suất là 2000W đó, nó là motor xéo, nó nghiêng ngả được hai bên đó, motor xéo nghiêng ngả hai bên, vòng tua là 5500 vòng, điện 220 ha. Đấy, lưỡi lưỡi cắt gỗ đi kèm thôi, đầy đủ đồ, nhưng mà nó thiếu thiếu túi bụi thôi, thiếu túi bụi với lại thiếu kẹp gỗ. Giá là 3.8 triệu nhá, 3.8 triệu là bên em bao ship, các bác chốt thì mình nhắn qua giúp em. Con này muốn xem video test máy cắt gỗ cắt ván kết bạn Zalo giúp em ha. Đấy, có công tắc bật laser các thứ này, máy thì đảm bảo ok, rin cho mọi người xài. Đấy, về kiểm tra thoải mái luôn, cắt gỗ cắt ván thoải mái giúp em, bảo hành cho mọi người là 3 tháng. Đấy, bảo hành mọi người 3 tháng để mình xài.
Còn con này sạc pin thì bác nào mà thích tiện lợi mà xài xưởng nhỏ. Đấy, xài xưởng nhỏ không cắt mấy cái ván to thì mình mua con này. Cắt ván vừa phải, cắt ván nhỏ. Con này nó làm kiểu nhỏ gọn đây này, thanh chuẩn ở ngay bên cạnh luôn. Đó. Cắt xéo thì vẫn cắt được 45 độ, nghiêng được 45 độ luôn. Đó, nhưng mà nó có công tắc laze ở đây. Giá bán thì em hiện tại đang bán con này cho mọi người thân máy là 3 triệu. Đấy, thân máy là 3 triệu là chưa có kèm pin với sạc nhá. Còn mua pin á, các bác mua xài pin á thì mình phải mua ít nhất là pin 5A thì mình mới đủ xài. Đấy, mua ít nhất là một cục pin 5A thì mới đủ xài được nhá. Đấy. Máy chạy thì tương đối là êm, là ok rồi, hình thức thì nó không được đẹp thôi. Đấy, hình thức thì xấu rồi. Đấy, thân máy là 3 triệu, mua pin 5A nó khoảng độ 8 đến 900 nghìn một cục này. Sạc thì nó 400 nghìn một cục sạc nữa. Đấy, một bộ này một bộ nó là trên 4 triệu. Là một pin, một máy và một sạc. Còn các bác mua muốn mua thêm 2 hay 3 pin thì tùy mọi người, em cũng vẫn có đủ cho mọi người luôn. Đó. Rồi, ngay bên cạnh nó là con khoan đục bê tông. Khoan đục bê tông của Ojito. 900W và 1600. Con này thì dành riêng. Đó, dành cho các bác mà xài gia đình và để mình xài điện nước. Đấy, làm điện nước với lại làm nhỏ, làm ít thì mình mua dòng này. Đấy, công suất là 900W nha các bác. Đấy, công suất 900W ha. Giá bán của nó thì hiện tại con này hết hàng đẹp rồi. Hàng hình thức khoảng độ 90% đổ lại thôi. Máy móc thì còn ok hết, đảm bảo cho mọi người ngon và rin. Đầy đủ đồ là gồm 2 mũi đục và 3 mũi khoan bê tông. Đấy, có bịch mỡ và một cái hứng bụi khi mình khoan trần. Thì giá bán con này em vẫn đang bán cho mọi người là 1.350.000 thôi. À, bên em sẽ bao ship tận nhà cho mọi người. Đó, các bác chốt thì mình nhắn qua giúp em nha. Còn ngay bên cạnh là con Ojito. Đó, Ojito 1600W. Con này thì mình đi công trình. Đấy, đi công trình nha. Đi công trình khỏe. Khỏe cực kỳ luôn. 1600 thôi. Đấy, bao mọi người đục này. Bao mọi người khoan, mọi người đục thoải mái. Hình thức thì nó không được đẹp đâu. Mấy con 1600W này mình đi công trình, nó đi công trình nhiều á. Thì nó chảy sức khá là nhiều. Mấy con hàng đẹp thì em hiện tại đã bán hết rồi. Giờ thì còn mấy con hình thức nó khoảng độ trung bình là xấu. Nó lại là xấu đi ha. Thì em bán cho mọi người là 1.500.000. Máy móc thì đảm bảo rin nha. Đảm bảo rin 100% này. Bao mọi người đi công trình thoải mái. Đổi trong vòng 10 ngày cho mọi người đổi hàng. Đó, đổi trong vòng 10 ngày nha. Còn bảo hành cho mọi người là 3 tháng. Hết bảo hành bên em vẫn hỗ trợ sửa chữa cho mọi người nha. Đó, thoải mái cho mà dùng đi. 1600W của Ojito. Giá là 1.500.000 bao ship, đủ cho mọi người đủ đồ luôn. Đủ 3 mũi khoan và 2 mũi đục nhá. Đó, con này trong thùng nó không đang thiếu nên bác nào chốt thì em soạn đổ luôn. Rồi, tiếp tục thì sang máy cắt cỏ. Đó, máy cắt cỏ nhá. Đây, đầu tiên là cắt cỏ pin trước thì có Aiger. Aiger này nó là 18V. Nó chỉ có một cây duy nhất thôi. Đầu nắm rồi mới về. Đó, đầu nắm rồi mới về Aiger dòng rootless. À, rootless 18V. Này thì thân máy em đang bán cho mọi người là 1.800.000, chưa có kèm pin với sạc. Ai mà có pin sạc rồi thì mình cứ mua thân máy mình xài. Đấy, cái đầu cước của nó nhìn đã xịn cực kỳ rồi ha. Cước có một cuộn bên trong đây này, một cuộn cước bên trong. Đất thì mình kéo ra được nha, rất là dễ xài. Chắn cỏ rin 100%. Đấy, thanh bằng lốc. À, thanh bằng lốc. Bên thân dưới xài pin 18V. Pin thì em có pin 4 và pin 5A. Các bác thích mua 1 hoặc là 2 pin em vẫn bán kèm đủ cho mọi người nhá. Đấy, bấm thử. Đấy. Máy chạy êm mà rất là khỏe luôn. Đấy, cái đầu cước nó kêu cực kỳ êm. Thân máy là 1.800.000 thôi nhá, còn pin có pin 4 pin 5 đấy. Các bác nào mua thì em có sẽ báo pin mới sạc sau. Bởi vì còn tùy thuộc vào mọi người á, mua 1 hoặc là 2 pin á, riêng về dòng pin em sẽ tư vấn kỹ hơn cho mọi người. Đấy, các bác muốn mua cắt cỏ pin, con này nó mạnh ngang con 36V rootless này. Con này vòng tua của nó là ngang bằng luôn, ngang với con 36V luôn. Đấy, vòng tua ngang nghĩa là nó khỏe ngang luôn. Tốc độ của nó cực kỳ ngon, xài pin là 18V, cực kỳ thông dụng. Pin này á, mình mua một cục pin 18V này. Bác nào mà mới dùng dòng này nhá, mua thì muốn mua bộ cắt cỏ pin đúng không, thì mua pin 5A đi. Xong sau đó mình muốn mua thêm khoan vít thì mình chỉ việc mua thân máy thôi.
là mình xài kem xài chung được với nó ha. Đó, một bộ thì ví dụ một bộ một pin 5A và một sạc em báo cho mọi người là 2,5 triệu một bộ nha. Đó, 2,5 triệu một bộ, một pin 5A và một sạc, còn xài nhiều thì mua 2 pin. Con này mình vẫn lắp được lưỡi cước nha, vẫn lắp được cái đầu cước Nhật này hay là lưỡi tròn, lưỡi dao lắp được hết. Đó, mua thêm cái pad về bên em bán kèm là 50.000, thì xong mình mua thêm lưỡi dao nữa em tính sau. Còn một bộ là rin theo nó, đầu cước là 2,5 triệu nhá. Rồi tiếp theo thì ai muốn giày máy hai thì xăng pha nhớt thì mình tham khảo qua dòng Homelit này. Đấy, dòng Homelit này để mình xài gia đình cực kỳ ngon và nhỏ gọn, nhẹ cực kỳ nhá. Con này có 4 ký à. Đó, thật sự nó có 4 ký thôi mà có tặng dây đeo nữa. Đấy, cầm thoải mái, cầm cả buổi chiều cũng không mỏi đâu. Có dây đeo nữa rồi, hỗ trợ rất là nhiều. Tay cầm thì một tay cầm pin trên này, mình cầm một tay dưới bóp cò này, bóp cò này rất là tiện lợi này, thấy không? Bóp nhả. Còn đây tay cầm bên trên thì mình cắt cỏ này, có chắn cỏ cho mọi người nhá. Và đầu cước rim. Đấy, đầu cước có cước bên trong sẵn rồi, là về chỉ việc xài. Mình cắt cái dòng này á, cắt cước thì nó rất an toàn nha, cực kỳ an toàn luôn. Giá con này em đang bán là 1,1 triệu. Đó, 1,1 triệu là bao ship tận nhà cho mọi người, rất là rẻ ha. 1,1 triệu bao ship, chạy động cơ 2 thì nhá. Các bác nào mà chưa biết cách xài hoặc là chưa biết cách pha xăng nhớt thì mình nhớ alo gọi điện cho em. Đấy, em sẽ hướng dẫn mọi người xài cực kỳ đơn giản luôn. Đó, dòng này nó to hơn, nó nòng 32 và 34. Đó, dòng nòng 32 34, một tay cầm thôi nhá. Cái loại hai tay cầm thì mọi người đặt nhiều quá nó không còn hàng luôn. Đó, thì em đang bán loại một tay cầm này cho mọi người. Và một tay cầm thì em thấy nó xài cũng rất là tiện lợi mà nhiều người lại không thích. Đó, có nhiều người vẫn thích dòng một tay cầm, em thấy cầm nó dễ hơn đó. Đó, có chắn cỏ này, tặng cho mọi người là một cái lưỡi dao chữ nhật. Đấy, tặng một lưỡi dao chữ nhật cho mọi người. Giá chỉ là 1,5 triệu là bên em bao ship. Hàng này là hàng nội địa Nhật. Đấy, hàng Nhật xịn 100%, đã qua sử dụng. Đấy, đã qua sử dụng nha. Các bác chốt thì mình nhắn lại giúp em ha. Ryobi. Rồi, bên cạnh đó là một con hàng nội địa Úc. Đấy, một con hàng nội địa Úc, con này 25,4cc đúng không ta? Lâu rồi, lâu lắm rồi mới về con này. Đấy, 25,4cc của Ryobi. Đã lau chùi vệ sinh các thứ, máy móc còn rất là đẹp. Cái thân cái cặn này thì nó không quan trọng, nó bị chóc sơn thôi. Chóc sơn thì nó xài nhiều thì nó chóc sơn thôi. Đó, có dây đeo này, tặng kèm đầy đủ này. Đấy, dây đeo tay cầm nữa không ta? Đấy, có tay cầm bên trên đầy đủ. Công tắc là công tắc bóp cò như thế này. Hàng nội địa Úc ấy gần như là nó công tắc bóp cò nó như thế này hết cho mọi người luôn. Nên rất là dễ xài. Giá thì là 1,6 triệu là bên em bao ship này. Có lắp chụp gió đầy đủ này. Đấy, nút bơm xăng này, giật cực kỳ dễ lổ nha. Hàng người lại còn tương đối là đẹp nữa. Đấy, con bà nó thích khỏe hơn thì mua con này nhá, về xài gia đình nhá. 1,6 triệu là bao ship. Đấy, nắp lưỡi dao hay là đầu cước, lưỡi tròn thoải mái luôn. Rồi. Rồi còn khu máy nén khí vệ rửa xe thì chút em sẽ báo giá cho mọi người sau này. Qua đến lô Classic bên này đây. Con này có một con tỉa hàng rào trên cao. Con này có mấy con? Một con thôi đúng không? Đấy, một con. Xài pin là 18V của Ryobi. Đấy, con này gọi là tỉa hàng rào trên cao. Rất là nhiều bác hỏi, bác đặt luôn. Nhưng mà thật sự nó không có hàng. Đấy, con này kéo dài ra mọi người thấy không? Kéo dài ra con này tương đương mình đo, kể cả mình tính từ cán cho đến đầu lưỡi á, nó phải 4m. Đó, thật sự nó phải 4m. Còn cái từ cán đến cái đầu này nó khoảng độ 3m này. Đến cái đầu này này. Đấy, đầu thì mình có thể gập này, thích cắt thẳng hay là thích cắt góc. Đấy, thích tiện kiểu gì là mình chỉnh kiểu đó này. Xài pin 18V. À, thấy không? Rút ngắn lại được này. Cực kỳ tiện lợi. Có một con duy nhất thôi nha. Bạn nào chốt nhanh thì mới có nha. Một con duy nhất thôi. À, cái này mất cái nắp này. À, vẫn bấm bình thường thôi. Đấy, mất cái nắp mà để an toàn á. Thì mình đẩy lên thì nó mới mình bóp được có. Nhưng mà đây, cắt đi rồi. Đấy, báo cho mọi người thân máy của nó là 1,3 triệu. À, 1,3 triệu thân máy. Chưa có kèm pin với sạc đâu nhá. Các bác nào chốt thì mình nhắn lại giúp em ha. Ryobi xài pin 18V nhá. Còn qua máy lô Classic. Classic xăng. Đầu tiên là còn con Classic điện trước, vì có một con thôi. Đấy, Ryobi. Còn dòng OG tồi em còn một con, nhiều bác đặt về xài gia đình nhá. Nó tiện lợi nhá. Nam nó lại ngắn á. Con này nam 40 này. Nam 40 là nam vừa phải, là nam tầm trung cho mọi người rồi. Đấy, nam xích còn rất là đẹp này. Máy móc các thứ còn rất là ok. Con này thuộc dạng cái xích điện là mạnh nhất rồi đó.
2300W nó mạnh nhất rồi đó, chả có nào mạnh hơn nó đâu. Đó, 2300W của Ryobi ha. Điện là 220V. Đó. Giá bán thì hiện tại em đang bán cho mọi người con này là 1.500.000. Đó, 1.500.000 này bên em sẽ bao ship tận nhà cho mọi người. Các bác chốt thì mình nhắn qua giúp em. Khi mình tiện máy á thì mình nhớ gập khóa nam vào nha. Đấy. Mình đẩy ra. Đây, đẩy ra thì là xích sẽ khóa, xích sẽ không chạy được. Đấy, gập vào thì mới nó máy mới chạy nha, nhờ bác về test không biết test á thì nó không chạy là đúng rồi. Đấy, còn máy chạy thì đây. Chế độ an toàn của nó mình bóp cò không thì không chạy đâu, mình phải bóp thêm cái này này. Đây, một tay đèo đây, đèo nút nhỏ. Đấy, nút an toàn đấy. Giá là 1.500.000 là bên em free ship. Đấy, bao ship được test máy, được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Đấy, nên cứ yên tâm về bên em ha. Còn dòng máy xăng thì con này Homely là 37cc. Máy 37cc. Mới chọn đây. Nam thì nó xấu thôi nhưng mà xích là xích mới này. Xích mới. Đó, xích mới 100% mọi người thấy không? Đó. Còn giày nguyên này em thay xích mới ăn hoi nha. Về cắt bao ngọt mịn luôn. Cắt cây to, cắt cây nhỏ thoải mái. Đấy, bao mọi người cắt ngọt lịm. Giá con này em để cho mọi người là 1.650.000 bởi vì nó thiếu bọc lam. Đấy, máy về thiếu bọc lam nha. Bán rẻ cho mọi người là 1.650.000 được bao ship luôn. Cực kỳ ngon rồi. Con này xài gia đình là ok nhất này. Mình có mấy con? Một con thôi. Đấy, con này có một con thôi. Bởi vì số lượng bữa nó về cũng nhiều nhưng mà mọi người cũng đặt nhiều. Đấy, nhưng mà dòng Ryobi thì hiện tại loại bọc lam mà em đã hết hàng rồi nha. Đấy, loại có bọc lam mà hiện tại đã hết hàng. Đấy, bởi vì dòng này giá nó rất là bình dân luôn, giá rất là rẻ cho mọi người. Đấy, mà xài máy móc này khỏe ngon. Dòng này 38cc, hàng nội địa Úc. Nội địa Úc với lại Mỹ. Đây, con này máy Mỹ này. Đấy, Ryobi hàng xuất Mỹ này, nội địa Mỹ này. Đó, 2022 nha. 2022 hẳn hoi ha. Đấy, nhưng mà máy nó xấu. Cái vỏ nó xấu rồi, còn chất lượng thì máy bên trong thì bảo cho mọi người máy đắt 2022 luôn, rất là ngon. Xích trước các thứ là bao cắt nam thì nó chóc sơn thôi. Chóc sơn này nó chả ảnh hưởng gì đến máy. Mọi người về cắt nhiều thì nó cũng bị chóc sơn thôi. Đó, không có bọc lam. Giá con này em để cho mọi người là 1.800.000. Đảm bảo máy cực kỳ tôm. Bền ha. Bền. Dễ lổ nha. Rất là dễ lổ luôn. Cái bạn Zalo. Đấy, ai muốn xem test máy, cắt cây, cắt cành, cứ kết bạn Zalo. Đấy, cho em chỉ cho mọi người test này. Chỉ hướng dẫn cho mọi người xài này. Rất là dễ xài luôn ha. Một con này 50cc. Đấy, xích cho mọi người này. Rồi, xích này xích mới, thay xích mới, xích to này thấy không? Xích to luôn, cái mắt này mắt to. Bác nào muốn mua thêm xích thì em bán cho mọi người nha, 10.000 một mắt nha. Đấy, 10.000 một mắt xích. Em cứ tính, em cứ đo cái dây này nó bao nhiêu mắt thì em báo giá cho mọi người thôi. Nó khoảng độ 200-300.000 đúng không? Một cái dây xích. Đấy, có bán xem xích nha mọi người, mới về. Xích mới về nên con nào xích cùn em bỏ luôn. Đấy, xích mới cho mọi người luôn. 550cm, 20 inch. Đó, giá con này là không có bọc lam nha, không có bọc lam đâu, 2.400.000 thôi. Đấy, 2.400.000 thì là bên em sẽ bao ship tận nhà cho mọi người. Hình thức khoảng độ 90%. Đấy, hiện tại là máy móc còn khoảng độ 90% thôi, kể cả 38 hay là 37 kia. Đó, 90%. Xài nó rất là ngon. Quan trọng là máy còn zin hay không nha. Còn máy đẹp hay xấu thì bác nào xài ít xài gia đình cần máy đẹp thôi. Còn bác nào xài nhiều thiếu cứ không cần máy đẹp, cứ máy xấu mà máy chất lượng ngon là được. Còn ai mà thích cái dòng Makita thì mình mua con em có hàng Nhật. Đây là con Made in Japan. Đấy, hàng sản xuất tại Nhật Bản. Nam dài 35cm. Xích, lam các thứ còn ngon. Đó, giá bán con này em đang bán cho mọi người là 3.500.000. Đây, còn tiếp theo. Con này cũng hàng bên Nhật sử dụng nha. Bên hàng Nhật sử dụng nhưng mà nó sản xuất thì hàng Made in China. Made in China đấy. Đây này. Không? Đấy, Made in China nha, hàng nhưng toàn chữ Nhật không à. Đấy, hàng này hàng Nhật luôn. Cũng hàng Nhật nhưng mà nó lắp ráp, quan trọng nó hàng lắp ráp tại đâu nhá. Còn một con nữa thì con này 3.200.000 là bao ship nhá. Đấy, hàng sản xuất tại Trung Quốc nó rẻ hơn xíu. Chất lượng thì đảm bảo cho mọi người luôn. Còn con này hàng sản xuất tại Đức. Hàng sản xuất tại Đức nhưng mà cũng là hàng xuất Nhật nhá. Nam thì là nam dài 40cm, ok chưa? Đấy, hàng cũng là hàng xuất Nhật. Giá bán thì hiện tại con này em đang bán cho mọi người là 3.900.000 là bao ship, chỉ mỗi thứ chỉ có một con thôi nên bác nào mà chốt thì mới có ha, chốt nhanh thì mới có nha, số lượng có hạn, thi thoảng mới về được một lô có vài con nó rất là ít rồi. Còn đến máy thổi lá này,
máy thổi lá thì hiện tại Ryobi và Balac đều là hàng Mỹ. Đấy, dòng này gọi là dòng máy thổi lá hỏa tiễn. Hỏa tiễn nha mọi người. Nghe cái tên nó thấy nó rất là mạnh rồi, rất là khỏe rồi ha. Đầy đủ luôn. Con này chạy 2 thì mạnh cực kỳ nha. Bác nào muốn xem em test không? Em thổi lá bay một phát một luôn. Đấy, con này chuyên cho bác nào mà đi công trình, đi công trường á. Đấy, nhiều lá cây, nhiều thổi lá cây, thổi bụi các thứ thoải mái. Đấy, giá bán một con là 1.800.000 bao ship. Đấy, có nắp chụp gió đầy đủ nha. Đấy, nắp chụp gió con nào mà thiếu em nắp đầy đủ cho mọi người luôn. Đấy, đảm bảo kiểm tra hàng, test máy ok, nhận nha. Đấy, chưa không biết test thì mình kết bạn Zalo hoặc là gọi điện cho em, hướng dẫn cho mọi người. Đấy, một chút một luôn. Còn dòng này rẻ nhất là 1.200.000. Thì cái sức gió của nó thì nó vừa phải. Vừa phải, cũng không mạnh bằng con kia chắc chắn rồi. Đó, nằm nhỏ hơn thì nó không mạnh bằng con kia thôi. Nó chỉ có một cái ống thổi như này thôi nhá. Nhiều người có hai ống thổi nhưng bên em không có nên bán một thôi. Đấy, bán hai ống thổi khoảng độ 1.300.000, 1.400.000, nhưng con này em bán một ống thổi 1.200.000 thôi. Là bên em bao ship, nắp chụp gió đầy đủ cho mọi người luôn ha. Đấy, nắp chụp gió đầy đủ, bao xài, bảo hành 3 tháng hết nha, tất cả hàng nội địa Úc xài điện. Bảo hành cho mọi người 3 tháng hết luôn. Là bao ship. Còn ai muốn mua tỉa hàng rào, tỉa hàng rào loại cầm tay loại tầm 1 mét, loại 1 mét thì mình mua con này. Xài pin, một là mình mua xài pin. Đấy, tay cầm xoay qua hai bên, lưỡi các thứ còn rất là sắc. Đấy, lưỡi các thứ còn cực kỳ sắc bén luôn. Giá bán thân máy em bán cho mọi người là 1.200.000, là chưa có kèm pin và sạc. Đấy, pin thì em bắt tùy mọi người thích mua pin to, pin nhỏ em có đủ cho mọi người nhá. Xài ít thì mình mua pin nhỏ, còn xài nhiều thì mình mua pin to, mua 2 pin. Đấy, tùy mọi người. Mình đi mình thu hoạch lá chè các thứ, người ta rất là nhiều người mua dòng này, mua thu hoạch lá chè các thứ rất là ngon. Còn thích xài để mình tỉa hàng rào mà cái loại xài điện thì em có con này. Đấy, mới soạn xong nha, mới test máy ok xong này. Dây điện thì rất là dài rồi. Đấy, 600W nghiêng qua hai bên 90 độ thấy không? Nghiêng qua hai bên 90 độ xoay được luôn. Đấy, lưỡi các thứ gần như nó hơi xấu xíu nhưng mà nó cắt ngon, còn sắc bén cực kỳ, em test ok rồi. Mọi người chỉ việc về xài thôi. Cắm điện vào là mình xài, công suất là 600W đây. Đó, giá bán của nó em đang bán con này là 1.300.000. 1.300.000 là bên em sẽ bao ship tận nhà cho mọi người. Đấy, xài điện 220V nhá. Rồi. Còn rồi. Giờ thì sẽ qua mấy món phụ kiện máy nhỏ. Đó, phụ kiện máy nhỏ cho mọi người. Đầu tiên thì chắc chắn sẽ là cái bơm xe đạp chân được rất là nhiều người đặt hàng bên em. Đấy, em về rất là nhiều. Xài gia đình cực kỳ ngon. Một là nó sẽ tiện lợi, mình bơm được xe máy, xe đạp và xe ô tô con thoải mái giúp em. Đấy, bơm xe đạp chân 2 xi lanh. Một số con hàng bãi nó sẽ bán độ 200.000 đổ lại. Bên em bán con này máy mới là 300.000 là bên em bao ship tận nhà cho mọi người. Đấy, nên áp 8 kg hơi. Nên được 8 kg hơi, mới, chất lượng đảm bảo cực kỳ bền ha. Đấy, xài gia đình ngon lành cho mọi người luôn. Một con bơm xe đạp chân rất là rẻ, 300.000 thôi là bao ship tận nhà rồi. Còn dây điện cho mọi người xài gia đình hay là có vườn lớn, vườn nhỏ thoải mái, hay là làm xưởng. Dây điện này, dây điện 2 chấm. Đã, dây 2 chấm em có 5 loại cho mọi người. 5 loại là loại 5m. Loại 5m 190.000 là bên em không bao ship. Chất lượng dây là ổ đúc. Đấy, fix đúc hết. Đấy, 100% là đúc cho mọi người luôn. Đấy, bao lấy búa này, mọi người lấy búa mình cứ đập á. Đấy, đập ok này, đập ổ đúc mà, cực kỳ bền luôn. Dày dặn và bền. Ổ là ổ cắm tròn. Đấy, ổ cắm tròn như thế này nha mọi người. Giá bán dây 5m là 190.000 là không bao ship. Dây 10m này em bán cho mọi người là 290.000 là không bao ship. Dây 15m này em bán cho mọi người là 380.000 là không bao ship. Đó, chỉ có hai cuộn dây là cuộn 20m đây. Đấy, cuộn này 20m là 470.000 là bên em bao ship thôi. Và cuộn 30m là em bán 720.000 là bao ship thôi. Đấy, có hai cuộn đó là bao ship nhá. Còn lại ba cuộn nhỏ là bên em không bao ship. Bởi vì em bán gần như là sát giá cho mọi người về xài gia đình rồi. Gần như mua về á, đầu tiên em định mua về là bán kèm theo máy cho mọi người. Nhưng mà thấy nhiều người mua về xài gia đình nên em cũng bán cho mọi người này cho mọi người luôn. Còn bác nào thích mua fix, mua ổ đúc đó, thì có luôn cho mọi người đây. Fix thì là em bán là 25.000 một chiếc có báo đèn nha. 25.000 một chiếc có báo đèn luôn. Còn ổ này là ổ 3 đầu.
Đấy, đây ổ 3 đầu thì em đang bán cho mọi người giá của nó là 60.000. Ở bên cạnh là ổ 4 đầu cũng 60.000 một ổ luôn. Đấy, hai ổ này bằng giá nhau 60.000. Mọi người có thể nhìn thấy, cầm giúp em để em quay cho nét hơn. Đấy, quay gần vào cho mọi người coi này. Nó được cái tải của nó được 3.500W nên mọi người cứ thoải mái, nó là ổ đúc cực kỳ bền luôn ha. Giá bán là 60.000 một ổ, còn fix là 25.000. Đấy, fix 25.000. Mua 10 chiếc thì bên em mới bao ship nhá. Mua 10 chiếc hoặc là mua kèm theo máy thì vẫn được bao ship bình thường. Còn bác nào mua lẻ thì phải mua 10 chiếc là bên em mới bao ship tận nhà cho mọi người đâu. Còn tiếp theo là kéo bấm canh. Đấy, kéo bấm canh. Kéo này em đang bán là 250.000 một chiếc này. Đấy, cũng rất là bền. Xài gia đình cắt mấy cành cây các thứ là ok thôi. Đấy, 250.000 nhá. Còn một kéo nhỏ hơn xíu. Đấy, nhỏ hơn xíu, nhẹ hơn thì loại này em bán là 200.000. Nhưng mà loại này là không bao ship đâu. Phí ship thì khoảng độ 30.000, 30 đến 40.000 nha. Thì nó cũng gần như cái kéo kia rồi. Rồi còn lưỡi. Đó, xuống bên dưới là lưỡi, đây là lưỡi cắt gỗ. Lưỡi cắt gỗ thì em bán lưỡi này lưỡi để mình lắp vào cưa trượt này, cắt góc hay là cưa bàn lắp được hết. Có hai loại, là một loại lưỡi cắt thưa, lưỡi thưa và lưỡi dày. Đều là 150.000 một lưỡi nhá. Đó, 150.000 một lưỡi. Lưỡi này lưỡi 254 mini. Đấy, xem cái cốt nó bao nhiêu ra. 6. Hả? Cốt này 50. Cốt này 30. Đấy. Lưỡi 254 nha mọi người. Rồi, còn bên cạnh là cái đầu cước để mình lắp máy cắt cỏ. Đó. Đầu cước này, đầu cước Nhật. Giá em bán là 120.000 một đầu. Là bên em bao ship tận nhà cho mọi người. Đấy. Đi đeo kèm là 6 sợi dây cước cứng. Sợi dây cước cứng này mình cắt thoải mái này. Có răng cưa, mình cắt mấy cái cỏ cứng cũng được, thoải mái luôn. Đó, 120.000 một đầu nhá. Mới new 100% đấy. Còn đây lưỡi tròn. Lưỡi tròn này em bán 150.000 một lưỡi. Bác nào mà mua theo kèm theo máy cắt cỏ xăng hoặc là pin á, nếu mà không lấy lưỡi chữ nhật ấy, thì em mới bán kèm là 100.000 một lưỡi tròn. Còn nếu mà vẫn lấy lưỡi chữ nhật ấy, thì em vẫn bán là 150.000 một lưỡi kèm cho mọi người nhá. Đó. Ai mà chốt thì mình nhắn qua giúp em ha. Lưỡi này lưỡi 254 mini đó. Lưỡi cắt cỏ tròn. Bên cạnh là hai bộ vít. Đây là bộ vít cầm tay. Đấy, các bác chốt thì mình cứ ghi là chốt bộ vít cầm tay 300.000 thôi. Đấy, 300.000 vít gọc rôn cầm tay. Vừa cầm tay mình có ổ dẹp này. Đấy, đầu vít dẹp, đầu vít bốn cạnh nhỏ to đầy đủ này, nhiều cỡ luôn, cực kỳ nhiều kích cỡ ha. Và một cái tô vít đa năng. Đấy, vít đa năng này mình có thể tháo rút ra được. Đấy, mình lắp đầu vít khác vào được bình thường. Đó. Ok, 300.000 một bộ thôi. Có hộp đầy đủ luôn, hộp nhựa đẹp cực kỳ ha. Xách đi đâu cũng rất là dễ, nhẹ nhá, rất là nhẹ. Còn bên cạnh là vít đa năng của Tôn Sen. Đấy, vít đa năng thì nó đi kèm là bộ vít nhỏ này. Đấy, một bộ đầu ốc này, đầu ốc nhỏ này. Và vít cầm tay đa năng đây. Đấy, gập được nha. Xoay. Ngay gập được chúng ta. À, chỉ mở vít thẳng như này thôi. Đó, cầm tay. Rồi, giá bán là cũng 300.000. Đây là vít đa năng nhá. Vít đa năng 300.000. Còn vít cầm tay là cũng 300.000 luôn. Còn bên cạnh nó là bộ vít, bộ lục giác chứ. Đấy, bộ lục giác 160.000 một bộ. Mọi người nhận hàng là mới new 100%. Đấy, 160.000 một bộ lục giác nha. Gồm 9 cây. Đấy, gồm 9 cây nha mọi người. Đó, từ 1.5 đến đầu 10. Đấy, bên trên. Tiếp theo thì có dao. Dao thì em vẫn bán lẻ. Bán lẻ một con này bên em bán là 500.000 một chiếc, là không bao ship. Có dao A1, A2, B4, B5. Đấy, B4 đây, B5 đây ha. Còn dao thái thịt là B6 và B7. Đấy, B6, B7 này. Đấy, đây B4, B5 cũng thái thịt, thái cá được hết. Còn bác nào thích mua dao chặt xương thì em bán là 350.000 một chiếc, là bao ship. Đấy, Saki Japan, cực kỳ dày dặn, bền cực kỳ luôn. Đấy, bao chặt gà các thứ nó thoải mái nha. Đó, rất là ngon. Rồi bên cạnh là cân. Cân điện tử, cân sức khỏe gia đình này em bán là 220.000 một chiếc, đang sale. Đấy, đang được sale. Có 6 màu cho mọi người. Xanh kẻ caro này là màu nửa đây, màu nửa rất là đẹp này. Đấy, cực kỳ đẹp này. Màu này màu đá này. Màu đá này, màu xanh kẻ caro, màu hồng này, màu cam, màu nâu và màu nửa nhá. 6 màu đầy đủ.
Đấy, cân thì nó có đo được cả nhiệt độ. Đấy, đo được cả nhiệt độ trong nhà luôn. Nặng có 1,5 kg thôi. Này chỉ cân người thôi nhá, không cân được đồ vật nha mọi người. Còn lên bên trên đó thì vẫn là bình giữ nhiệt, em còn rất là nhiều, về rất là nhiều luôn. Đấy, bình giữ nhiệt của Đức. Đấy, hàng made in Germany. Đấy, bình này được 2 lít 2 thì em đang bán cho mọi người là 370 một bình. Đấy, còn bình là hàng Japan là 350 một bình thì nó có 3 màu, màu đỏ, màu nâu, à màu vàng và màu xanh. Đấy, đỏ, vàng và xanh, bình là bình 2 lít nhá. Đấy, bình này bình chứa 2 lít nha mọi người. Đấy, còn tiếp theo là chày. Đấy, chày này đóng nguyên khối em cũng về được rất là nhiều cho mọi người luôn. Đấy, nguyên khối bao mọi người này. Giá các thứ thoải mái giúp em. Đấy, không bao giờ bị lõm luôn. Là nguyên khối, giá là 380.000 nhá. Đó, 380.000 một chiếc chày. Đấy, chày giá tỏi, giá gừng, giá ớt các thứ. Đây là bình ủ nóng. Còn là bình để đựng đồ nóng nhá. Chuyên để đồ nóng, ủ đồ nóng đó. Giá là 600.000 một bình. Đấy, còn bình bên cạnh là bình ủ đá. Đấy, bình ủ đá cho mọi người bạn nào quán nhậu các thứ ấy, hoặc là mình xa gia đình cần cái bình ủ đá này mình đựng đá. Đấy, mang sách đi đâu cũng rất là dễ. Đấy, giá bán của nó em đang bán cho mọi người là 720.000 nhá. Còn bác nào xa gia đình á, mình mua loại bình này này thì nó đủ được cả đá hay cả nóng đều được hết. Đấy, đựng nước nóng, nước lạnh đều được hết luôn. Còn đây là một chiếc mũ cối. Đấy, chiếc mũ Mỹ, mua này mũ Mỹ nhưng mà nó làm thủ công bằng nhựa cứng. Đấy, hàng nhựa cứng nhưng mà rất là bền, bền cực kỳ. Đó, rất là bền luôn, thay mũ bảo hiểm được nha. Giá bán của nó 350.000. Và một chiếc thùng đựng đạn. Thùng đựng đạn em bán là 470.000 cho mọi người. Đó, tai nghe đây. Tai nghe thì về rất là nhiều, em về rất là nhiều luôn. Cả 200-300 bộ về thêm, cực kỳ nhiều. Đấy, chất lượng thì em thật sự nói cho mọi người cái dòng này nghe rất là hay. Đấy, bao mọi người nhá, mọi người về mình cứ test này, mình cứ mở ra mình test âm thanh các thứ cho em này. Đấy, test âm thanh thoải mái giúp em ha. Video này quay để từ em chỉnh cho nó nét rồi đó. Đây, mình cứ về mình cứ test âm thanh các thứ thoải mái giúp em nha, bao mọi người luôn. Test âm thanh nghe hay thì mình nhận. Đấy, không hay thì mình hoàn về thôi, đơn giản vậy thôi. Đấy, chất lượng âm thanh thoải mái. Đây là tai nghe iPod Pro em bán cho mọi người là 550.000 một chiếc, là bên em bao ship. Còn bên cạnh nó là chiếc tai nghe iPod 3 em bán là 600.000. Tai nghe iPod 3 là 600.000 nhá, có dây sạc cho mọi người đầy đủ dây sạc, còn cái củ sạc là mọi người tự mua bên ngoài hoặc là mình có sẵn rồi thì mình cứ cắm vào là mình xài thôi đó. Rồi, đó là mấy món hàng nhỏ. À, mấy món hàng nhỏ, còn giờ qua mấy món hàng lớn hơn xíu. À, món hàng lớn thì có cắt sắt bàn này, cắt sắt bàn của The Watt, The Watt và Satellite. Hiện tại dòng The Watt mọi người có hỏi là em mua cái loại nó đắt cực kỳ, cái loại hàng đầy cao cấp á, nhưng mà em chưa có nhập được. Còn loại này em đang loại nhập cho mọi người giá của loại bình dân mà chất lượng nó ngon. Đấy, cắt đá, để mình cắt đá thì em đang bán cho mọi người con này, giá của nó là 3,2 triệu là free ship. Đó, bao ship tận nhà cho mọi người, nơi bán nơi 355 mini nhá. Đấy, 355 ha. Đấy, các bác chốt thì mình nhớ nhắn qua giúp em nha. Đấy, các sợi bàn của The Watt nơi 355, bảo hành con này bảo hành 3 năm đấy, nhưng mà có điều kiện nhá. Còn Satanay bên cạnh. Đấy, bên cạnh thì có Satanay, giá bán của nó thì hiện tại em đang bán con Satanay này là 2,4 triệu thôi đó. Con này có 2,4 triệu. Đấy, giá con này là bình dân nhất, là nhà rẻ nhất rồi. Chất lượng đảm bảo, nó bảo hành 2 năm cho mọi người cơ mà. Đấy, cứ về mình xài thoải mái thôi. Nhưng mà nó có điều kiện bên trong á, mọi người về xài mình nhớ để ý cái điều kiện của nó nhé, để mình được bảo hành. Còn đây, cưa lọng đứng của Uji Tồi, con này được bảo hành 1 năm. Con này nó cao khoảng độ 6 tấc. Đấy, về mình cắt xương này, cắt xương hay là bác nào mà cắt gỗ, cắt gỗ tối nay cái này chủ yếu về cắt gỗ với lại cắt xương á, người ta hay mua về cắt xương mấy cái xương ống á. Đó, giá con này em đang bán là 3 triệu, là bao ship nhá. Đấy, bác nào chốt thì mình nhắn qua giúp em ha. Đấy, cưa nọng đứng. Còn dòng máy nén khí và rửa xe. Nén khí thì hiện tại là dòng Kobe đây. Dòng Kobe đầu tiên, cái dòng một con này bác nào muốn to
bình này là bình 36 lít, nó gọi thuộc loại là bình trung, bình trung bình. Đấy, bình trung bình, còn bình lớn là bình 50 và bình 60 lít. Đấy, bình này bình trung bình là 36 lít này. Máy là máy chạy dầu 4 ngựa nha mọi người, nó cực kỳ khỏe luôn. Nói nên hơi rất là nhanh luôn nha mọi người. Thật sự cái dòng máy nên hơi cực kỳ nhanh, nó có hai ống hơi ra. Hai đầu hơi ra cho mọi người, bao mọi người xài con này dòng phun sơn thì thoải mái luôn rồi. Không mệt đâu. Đấy, phun sơn các thứ thoải mái giúp em. Giá thì chỉ có 3.050.000 thôi. Đó là sẽ là bao ship tận nhà cho mọi người, thấy không? Máy mới 100% của dòng Kobe. Hiện tại em đang làm với dòng bên này. Nó có một số dòng máy nữa mà em chưa tham khảo được thêm. Còn bác nào mua dài gia đình máy nhỏ thì mình mua dòng 24 lít thì em có loại máy chạy dầu. Đấy, muốn chạy êm, nghe máy êm thì chơi con máy không dầu này. Bình 24 lít này mà nó có 2 HP thôi. Nó có 2 ngựa thôi. Đó, thì giá của nó là 2.400.000 là bên em sẽ bao ship tận nhà cho mọi người. Và dòng một loại nữa cực kỳ ngon nữa là loại này. Motor nhỏ hơn, là bình này là bình 3 ngựa, máy chạy dầu. Máy chạy dầu vừa bền này, vừa khỏe này. Đấy, mà lại rẻ. Rẻ cực kỳ, có 2.250.000 thôi là mình cuốc con này về là mình xài gia đình rất là ngon. Đấy, bao ship tận nhà này còn được bao ship nữa cơ. Vì ship thì dòng này cũng trên 100.000 rồi, 100.500 rồi. Là bao ship tận nhà cho mọi người, về chỉ việc trả đúng 2.250.000. Kiểm tra máy này, tiện máy này hơi ra có mạnh không này, nên có đủ 8kg không là mình nhận giúp em thôi. Còn bác nào thích máy to thì mình chơi máy 50 lít, nhưng mà mẹ này không dầu này. Con này không dầu nhưng mà như con này có hơn 2 ngựa thôi á. Con này hơn 2 ngựa thôi. Đấy, nên cũng lên được 8kg hơi. Bình 50 lít máy chạy êm. Dòng này thì mình làm những nơi công cộng ấy, máy nó chạy êm. Mà lại hơi được nhiều. Thì giá của nó em đang bán là 4.200.000. Đấy, hàng chính hãng của Saturnay, bảo hành 25. Còn con này máy chạy không dầu đúng không? Đấy, full bore 3 HP. Đấy, 3 HP, bình 50 lít, máy chạy không dầu. Giá của nó là 3.500.000. Còn nhiều người hỏi dòng này nhưng mà giá hơi cao. Dòng này là dòng motor không dầu, bình là bình 60 lít, chỉ có đúng một con này thôi. Đấy, 4 đầu bơm nhá, 4 đầu bơm cực kỳ khỏe. Mà máy chạy tương đối là êm rồi. Giá nó là 9.500.000 nhá. Rồi, còn dòng máy rửa xe. Đấy, rửa xe thì có đầu tiên là xài gia đình thì sẽ là hai con Hornet và Ryobi rồi. Đấy, không có than đâu, xài gia đình. Đấy, dây sẽ là dây mình xài con Hornet này này, mình muốn mua dây. Dây thì có dây, mình mua dây 8m cho em thôi, dây 8 hoặc là 10m thôi. Đấy, đi theo kèm là một cái súng ngắn và một cái bình bọt tuyết. Đó, như thế này. Đấy, dây 8m như thế này về xài gia đình nó cho nó khỏe mà. Còn mình xài dây 15-20m thì nó chậm hơn, nó yếu hơn xíu. Đấy, thì mình cứ mua loại 8 hoặc là 10m thôi nhá. 8m thì bác nào muốn mua 8m thì em bán là 1.150.000. Đấy, 1.150.000. Còn bác nào mua dây 10m thì là 1.200.000. Là bên em bao ship tận nhà. Đó, cho mọi người xài. Nhỏ gọn, 1400W nha, của Hornet. Còn giống như con Hornet này thì Ryobi nó cũng vậy. Đấy, Ryobi thì có dùng dây 15-20m này cũng thoải mái. Đấy, 1800W, 2000 pit, cấp nước trực tiếp nha. Dòng cấp nước trực tiếp nha mọi người. Đấy, máy đúng như này cho mọi người thôi. Em gửi thì máy chắc chắn sẽ không giống hệt 100% như thế này, nhưng mà nó sẽ tương đương như này nhá. Máy sẽ tương đương như con này thôi. Hình thức còn đẹp tương đối 90%. Bạn nào muốn lấy dây 8m thì em bán giá là 1.350.000 con này. Dây 10m thì là 1.400.000. Dây 15m thì là 1.500.000. Còn dây 20m thì là 1.600.000. Là bao ship tận nhà, được test máy, được kiểm tra. Đó, ok ha. Còn một dòng nữa là dòng Ryobi 2400W. Dòng này thật sự là súng lô em thật sự không kiếm được. Nó hơi khó kiếm, nhiều người hỏi súng lô quá nên mình lấy súng lô thì mọi người đặt hết lâu rồi mà nó không có. À, súng zin á, là mọi người đặt zin nó hơi khó kiếm, em chỉ bán súng lô đi kèm thôi. Dây này là dây 8m, còn súng là súng lô nắp đầu pép đầy đủ 2400W, motor 4 không chổi than ha. Giá của nó thì em hiện tại đang bán cho mọi người con này là 3.400.000, là bên em sẽ bao ship tận nhà. Đó, bình bọt tuyết này, bình tuyết rin là không xài được đâu nha mọi người. Nó chỉ xài cho máy súng rin thôi. Với súng lô là mình phải dùng cái bình bọt tuyết rồi. Đó, ok.
Rồi, còn bên cạnh là một con cơ bản của Satanay. Mình có kéo ra được đây không ta? Nhẹ mà. Đâu nặng lắm đâu. Kéo ra xíu. Kéo đi. Mọi người nhận là sẽ là máy mới new 100% trong thùng. Chưa nắp ráp nhá. Cái này em nắp ráp sơ thôi. Đấy, mới xoáy ốc và sơ sơ cho mọi người coi thôi. Đó, lưỡi. Có lưỡi đầy đủ. Có tay xoay để mình nghiêng được lưỡi này. Đấy, có chặn lưỡi này. Có cữ đi kèm đầy đủ này. Đấy, lại tiện lợi được cái là sẽ có bánh xe này. Không, bánh xe này mình vận chuyển, mình kéo đi này. Đấy, rất là dễ dàng luôn, cực kỳ dễ. Xài dòng này rất là sướng. Đấy, bảo hành cho mọi người 2 năm có điều kiện ha. Đấy, cái bàn này thì mình kéo dài ra được thêm. Đấy, rất là dễ. Giá bán thì con này thật sự nó bán có 5,2 triệu là bao ship tận nhà rồi. Đấy, bao ship tận nhà, bảo hành chính hãng 2 năm nhá. Đấy, bảo hành chính hãng 2 năm cho mọi người ha. Rồi. Tiếp theo. Đây cái kệ này. Bên này có cái kệ 5 tầng. Cái này là kệ to. Kệ to thì em đang bán cho mọi người là 2,4 triệu. Là bên em bao ship đấy. Còn cái kệ nhỏ thì em bán là 1,9 triệu. Đấy, kệ nhỏ này là 1,9 triệu nhá. Đâu, kệ to là 2,5 triệu chứ. Đấy, có ghi giá rồi. Coi lại giá là 2,5 triệu nha mọi người. Kệ nhỏ là 1,9 triệu này này. Nhỏ hơn, cũng 5 tầng nhưng mà nó nhỏ hơn xíu. Đấy, còn kệ to này là 2,5 triệu nha mọi người. Là bên em bao ship nha. Đấy, bền cực kỳ luôn. Bao mọi người để đồ, em để rất nhiều đồ nặng nên thấy không? Đấy, không có triệu chứng là bị nún hay là bị gì cả. Đấy, bao mọi người. Còn thang. Đây là chiếc thang 5m và 3m8. 5m thì em thật sự em chỉ còn đúng một con thôi, mới hôm trước lấy về được 3 chiếc nhưng mà có 2 người đặt rồi nên em chỉ còn một chiếc. Bởi vì giá hiện tại nó đang cao quá nên em chưa nhập thêm về được. Đó, còn đây chiếc thang 3m này thì nó vẫn đang giữ giá là có 1,8 triệu thôi nha mọi người. Đấy, 1,8 triệu thôi. Mình đứng lên là 150kg, đổ lại là mình đứng lên thoải mái cho em luôn. Đấy, 150kg đứng lên thoải mái, ok ha. Còn cân nặng của cái chiếc thang 3m8 này nó chỉ có 10,3kg thôi. Hiện tại thang 5m này em còn nhiều. Giá là chỉ có 1,8 triệu là bao ship. Mọi người đấy thích loại cao hơn nhưng mà dòng này em thấy cũng khá là cao rồi. 3m8 nó cũng tương đối. Còn dòng thang 5m thì mọi người phải đợi nhưng mà em chỉ có một chiếc. Còn một chiếc thì giá em bán là 2,6 triệu nhá. Đấy, 2,6 triệu là bao ship. Các bác chốt thì mình nhắn qua giúp em thôi. Bữa trước này em thật sự em nói thẳng mọi người, bữa trước này em bán là 2,450,000 là bao ship. Nhưng mà giá hiện tại ở hãng nó đang lên nên em chưa có nhập thêm về được. Đó, giá hiện tại đang lên thì em bán 2,6 triệu, mắc hơn 150,000. Đấy, còn bên dưới khoan đất thì em vẫn còn một con này nha. Đấy, khoan đất vẫn còn con này. Máy còn 98% đấy. Cũng giới thiệu nhiều cho mọi người rồi. Giá nó là 3,9 triệu đấy. Các bác nào muốn xem test máy thì cứ cái bạn Zalo nha. Em test máy cho mọi người xem thực tế luôn. Đấy, khoan trồng cây. Đấy, trồng cây là chủ yếu. Còn đồ pin. Đấy, hút bụi. Với lại đồ pin, hút bụi thì vẫn có đủ cho mọi người các loại luôn. Đấy, các loại hút bụi, đây là 12 lít. 12 lít của Ojito. Đầy đủ phụ kiện, đây là hàng nội địa Úc nha. Thì em bán là 1,2 triệu cho mình xài gia đình. Còn thật sự nếu bác nào muốn xài gia đình mà muốn mạnh á thì mình mua con đây, con này bình nhựa này này. Con này 23 lít, 5.5 HP, bình nhựa, nó rẻ cực kỳ, có 1,750,000 thôi. Đấy, nó bảo hành 2 năm cho mọi người cơ. Còn mua bình inox thì nó 2,5 triệu là bên em bao ship. Đó là của Satanay nhá. Đấy, bình inox nó cũng là 5.5 HP thôi. Motor thì như nhau, khác cái bình thôi. Giá con này đang sale á nên nó có 1,750,000 thôi đó. Rẻ cực kỳ luôn. Còn bác nào mà thích cắt trơ thì con này 2,050,000 là bao ship. Đấy, có hai bàn trà thôi nha, hai bàn trà đầu hút góc với lại đầu ống nhựa là đầy đủ. Đó, mới new mà. Còn một dòng nữa, dòng này bình 15 lít này. Bình này là bình 15 lít thì nó là hàng đời mới của Kyocera. Nó có cả cái ống xả nước bên trong bình á, rất là ngon. Công suất là 1050W. Đó, bình là 15 lít nha. Đấy, ống hút ra đây, ống hút bụi vào đây, nắp vào là mình xài bình thường. Giá của nó em đang bán là 3 triệu. Con này mình bán 3,3 triệu đúng không? Ờ, 3,3 triệu là bao ship. Một con cuối cùng là con này. Đấy, xài đầu tẩu và để mình xài nắp vào bình ắc quy đó. Thứ nhất là mình nắp vào bình ắc quy. Thứ hai là mình nắp vào đầu tẩu 12V của ô tô á. Đấy, nắp có cái đầy đủ cho mọi người luôn. Về thích xài kiểu gì thì mình xài.
Cái này bình bình này mấy lít à? Như 3.8 lít. Đấy, 3.8 lít nha mọi người. Con này hút bụi này, hút nước được luôn. Đấy, đây xem mà đúng như bình, như cái hình minh họa cho mọi người này, hút nước đổ ra sàn đầy đủ này, hút được luôn này, hút bụi các thứ, hút góc này. Đấy, thấy không? Nó có hai cái đầu hút cho mọi người nữa. Và một cái dây đột gà ấy. Rồi, nên đồ pin. Đồ pin thì em cũng đã quay cho mọi người rất là nhiều rồi. Đó. Bác nào mà lấy loại nào, vít có than, vít không than, khoan hai chức lăng này, có than và ba chức lăng có than. Đấy, đầy đủ có đủ luôn nha mọi người. Đây. Em thật sự là vừa clip nó dài quá nên không thật sự không nói rõ chi tiết được cho mọi người. Để em nào rảnh thì mới quay được cái clip ngắn về đồ pin thì em báo giá đồ pin cho mọi người luôn. Đó, chi tiết từng món một. Đây là con máy mài rút led của Ryobi nhá. Khoan bê tông, đây là đèn led, đèn chiếu xa. Đó, khoan bê tông này. Đây là khoan hai chức lăng thôi, nó không có đục. Đó. Và bu lông. Đấy, bu lông có đủ lực 800 Newton, 1600 Newton hay là 2000 Newton. Em có các loại cho mọi người, thích xài kiểu gì là em có kiểu đó. Nhỏ nhất là cái con bốt này. Đấy, mình bán được hai chức lăng mà vừa bán bu lông vừa bán vít được luôn. Đó. Còn khoan đây ba chức lăng đi công trình, mình mua con Ryobi này bền. Đấy, hoặc là mình thích Makita thì có con này XBH12 hàng xuất Mỹ này. Đấy, thích đờ quát thì chơi con này thì quá là xịn rồi. Con này thì miễn chê rồi. Đấy, đờ quát 3.3 triệu thân máy. Đấy, chuyên vít của đờ quát thì là 2.6 triệu, có chỉnh lực. Đấy, bắn chuyên bắn bu lông thì mua con này, giá là 3.1 triệu thân máy, có chỉnh lực đầy đủ này. Đấy, hàng đờ quát, hàng chính hãng 100% nhá. Bốt thì có, vẫn có máy mài, có máy khoan, có máy bu lông. Đấy, có khoan bê tông. À, một số món nữa thì chưa nhập về thêm được. À, và máy mài thì có Rigic và Aiger Fusion. Đó. Rồi. Nên bên trên thì em có máy hút bụi. Hút bụi cầm tay loại nhỏ. Loại này thì em đang bán là có 300.000 thôi. Loại này xài pin nhá. Cái này là cắm đầu tẩu nhưng mà em này giờ cho mọi người coi mẫu thôi. Cái con sạc pin này mình nó không có dây ở đây đâu, không có đầu tẩu đâu. Nó pin trực tiếp bên trong máy luôn. Thì giá của nó là 300.000. Đấy, có đầu hút góc và đầu hút chổi cho mọi người nhá. Về vệ sinh đồ nhà cửa nó rất là ngon á. Vệ sinh ghế sofa, vệ sinh máy tính, bàn phím. Đấy, với lại một số cái góc mà nó khó, nó nhỏ á, vệ sinh được. Còn kéo thì có kéo Kyocera, kéo bấm cành sạc pin. Đấy, giá bán của nó em đang bán cho mọi người là 1.850.000 của Kyocera. Đó, bao ship. Thùng đồ nghề vẫn có đủ cho mọi người luôn. Đấy, thùng đồ nghề, thùng nhỏ, thùng to. Đấy, cái này thì em hôm video hôm thứ 5 đó, nó cũng có quay cho mọi người coi rồi. Báo giá từng hộp, em đánh dấu từ số 1 đến số 10 mấy đấy. Mọi người muốn coi thì mình ấn vào kênh của em nha, kênh Hưng Thịnh Đồ Đi Úc nha. Xong mình kéo xuống ngay dưới video này thôi. Thì mọi người tua đến gần cuối sẽ có báo giá. Đấy, đủ loại thùng cho mọi người coi ha. Và cái túi đồ nghề đầy đủ luôn. Còn hàng mới cũng vậy nha. Hàng mới thì lúc nào cũng có sẵn. Hàng trưng bày bên trên này thì em báo giá rất là nhiều lần rồi. Đấy, mọi người thích coi. Thì có máy mài mài mũi khoan của Ojito là 1.1 triệu. Đó, máy mài hai đá giá rất là rẻ là 1.4 triệu. Đấy, nó rẻ hơn cả hàng bãi nhiều khi em bán đến 1.5 triệu, nhưng mà không có hàng mà bán luôn. Nhưng mà con này Ryobi hàng mới, lưỡi 150, chất lượng chắc chắn nó sẽ tốt hơn rồi. Đó, này chỉ có 1.4 triệu là bao ship tận nhà này. Còn hai chức năng thì con này là máy mài đá nhám của Ojito là 1.6 triệu này. Một bên là mài đá, còn một bên là mài nhám. Đấy, phun sơn thì có loại phun sơn Kyocera, loại này là em nhập về máy mới, loại cầm tay. Đấy, cái này đựng cái motor của nó thì mình phải đeo trên vai giống như cái hình minh họa bên trên ha. Đấy, còn rửa xe máy mới thì có ba lắc cơ này. Đấy, ba lắc cơ 1.6 triệu là bao ship nhá. Còn Ryobi thì có con này là 1.400W là 1.9 triệu là không bao ship. Đấy, vừa xài súng ngắn mà vừa xài súng dài được nhá, có hai đầu cho mọi người xài. Còn loại này là 800W, nó nhỏ nhất rồi, máy nằm. Đó, cũng có hai súng ngắn và súng dài cho mọi người
giá bán của nó không phải hai súng mà một súng nhưng mà nắp được hai đầu súng nha, một là nắp đầu súng ngắn và một là nắp đầu súng dài, là 1,8 triệu là không bao ship. Đấy rồi, khoan điện các thứ em có đủ cho mọi người luôn. Đấy, khoan điện Satanley 1,2 triệu, khoan điện Ryobi đấy, đẩy lên Ryobi này. Con này em báo sơ thôi nhá, còn bác nào muốn xem chi tiết thì cái bạn Zalo ha, vì em cũng báo giá nhiều lần rồi. Đấy, Ryobi này 1,5 triệu, đấy, kho nhiệt, kho có chỉnh nhiệt của Satanley là 700.000 một chiếc. Đấy, cưa lọng cầm tay Satanley là 1,250,000 tặng một lưỡi. Đó, máy mài thì có đờ quát, có điều tốc một là 1,4 triệu, không điều tốc là 1 triệu. Kiyoshi ra là 800.000, còn Ryobi là 1 triệu, là lưỡi một tấc nha mọi người. Bốt như Makita thì còn không ta? Bốt thì 1 triệu luôn, Makita thì là 900.000, 850. Đó, còn con Satanley này nếu 125 nha, thì giá nó là 1,2 triệu đó. Đó, sang bên này thì có cưa lọng cầm tay. Đấy, đó, máy bào chứ. Máy bào cầm tay Kyoshida là 2 triệu không bao ship này. Máy bào cầm tay của Satanley là 1,5 triệu là bao ship. Còn cưa đĩa thì có cưa đĩa lưỡi 185 đấy, máy mới vừa báo cho mọi người đó là 1,5 triệu nhá. Đó, là tất cả hàng hiện tại bên em có. Và một số món nữa là chưa test được nên các bác sẽ đợi trong clip tiếp theo. Đó, mọi người nhớ đăng ký kênh và like để ủng hộ kênh cho bên em nhé. Cảm ơn tất cả anh chị em mình rất là nhiều. Chúc mọi người đầu tháng 10 thật là vui vẻ. Đó. Rồi, nhớ ai chốt hàng thì mình nhớ nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại này, hoặc là mình kết bạn qua Zalo giúp em này. Đấy, ai mà không nhắn tin được thì nhớ là gọi điện trực tiếp để mình được tư vấn và đặt hàng ha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Đó. Chúc cho tháng 10 mình thật là bùng nổ nhá. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nhá. Bye bye.